Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh N10TV. Hôm nay ngày 4 tháng 2 năm 2020, gồm các bản tin sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Hơn 20.000 ca nhiễm bệnh và 426 người chết do virus corona, Trung Quốc cần gấp vật dụng y tế. Tính đến ngày 4 tháng 2, số người chết do virus corona mới đã lên đến con số 462, trong khi số người nhiễm bệnh đã tăng lên 20.622 ca. Như vậy, chỉ sau một ngày, số người tử vong đã tăng 64 trường hợp và thêm gần 3.000 ca nhiễm bệnh mới, theo SCMP. Đồng thời, trên thế giới đã có 622 ca phục hồi sức khỏe sau khi bị nhiễm bệnh. Tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đang là tâm điểm của dịch bệnh với 414 người chết, chiếm 97%, và 13.522 ca nhiễm bệnh, chiếm 68% tổng số. Riêng ngày 3 tháng 2, tỉnh này đã có 2.345 ca nhiễm mới, trong đó thành phố Vũ Hán chiếm 1.242 ca. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp mà số ca tử vong theo ngày lập kỷ lục từ khi dịch bệnh bắt đầu. Các ca tử vong mới đều ở Trung Quốc đại lục. Dù vậy, với thói quen che giấu thông tin của chính quyền Trung Quốc, con số thực tế có thể cao hơn nhiều lần. Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Hồng Kông dự đoán rằng có đến 75.815 người ở thành phố Vũ Hán đã nhiễm loại virus nguy hiểm này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 3 tháng 2 cho biết nước này đang cần gấp khẩu trang y tế, đồ bảo hộ và kính an toàn sau khi người dân đồng loạt mua khẩu trang để dự trữ. Nhiều thành phố lớn đã ra lệnh kéo dài kỳ nghỉ Tết, vốn kết thúc ngày 31 tháng 1. Nhiều trường học hoãn ngày mở cửa trở lại, trong khi nhiều công ty vẫn đóng cửa hoặc yêu cầu nhân viên làm việc từ xa để không phải đi lại, theo AFP. Giá cổ phiếu trên sàn Thượng Hải giảm gần 8% ngày 3 tháng 2, ngày mở cửa trở lại đầu tiên sau Tết. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Nỗi sợ virus corona thổi bay 393 tỷ Mỹ Kim khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc. Các nhà đầu tư đã mất trắng 393 tỷ Mỹ Kim khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc vào ngày 3 tháng 2, bán tháo đồng nhân dân tệ và bán phá giá cổ phiếu. Giữa lúc nỗi sợ virus corona lan rộng và tác động kinh tế của nó đã dẫn đến hậu quả nặng nề trên trong ngày đầu tiên giao dịch tại Trung Quốc kể từ Tết Nguyên Đán. Theo Reuters, chỉ số tổng hợp Thượng Hải sụt giảm gần 8%, mức giảm trong ngày, lớn nhất trong hơn 4 năm qua. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã vượt qua mốc 7 Mỹ Kim và cổ phiếu giao dịch ở Thượng Hải giảm đến mức thấp nhất. Tình trạng này diễn ra bất chấp Ngân hàng Trung ương vừa thực hiện đợt bơm tiền lớn nhất kể từ năm 2004 vào hệ thống tài chính của Trung Quốc và có những động thái điều chỉnh rõ ràng nhằm kiềm chế việc bán tháo. Tổng số ca tử vong ở Trung Quốc do virus corona gây ra đã tăng lên 426 vào ngày 2 tháng 2 so với 17 ca vào ngày 23 tháng 1. Thời điểm diễn ra phiên giao dịch cuối cùng của thị trường Trung Quốc trước Tết, loại virus mới gây báo động vì nó lây lan nhanh chóng, người ta chưa biết rõ về nó và phản ứng quyết liệt của giới hữu trách có khả năng gây tác động tiêu cực lên tăng trưởng kinh tế. Hơn 2.500 cổ phiếu giảm sàn 10%, Shanghai Composite vào thời điểm đóng phiên giao dịch giảm 7,7% xuống còn 2.746,6, mức thấp nhất kể từ tháng 8, và mức phục hồi khiêm tốn nhất từ phiên giao dịch sớm khi đã bị giảm xuống gần 9%. Trước tình trạng bán tháo cổ phiếu, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC đã bơm 1,2 ngàn tỷ nhân dân tệ vào các thị trường tiền điện tử thông qua các thỏa thuận mua lại trái phiếu đảo ngược, một động thái lớn nhất kể từ năm 2004, theo các nhà phân tích của DBS. Ngân hàng này cũng bất ngờ cắt giảm lãi suất cho các cơ sở tài trợ ngắn hạn đó xuống 10 điểm cơ bản. Cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc cũng hành động để hạn chế bán tháo và kêu gọi các nhà quản lý quỹ tương hỗ không bán cổ phiếu trừ khi họ phải hoàn trả cho nhà đầu tư, các nguồn tin nói với Reuters. Thưa quý vị, Hồng Kông chặn cửa qua lại với đại lục vì virus corona. Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Carrie Lam vừa tuyên bố phong tỏa hầu hết các tuyến đường qua lại với đại lục để ngăn chặn sự lây lan của dịch do virus corona gây ra. Phát biểu trước truyền thông, bà Carrie Lam cho biết hai cửa kiểm soát chính trên bộ giữa Hồng Kông với Trung Quốc đại lục là Lao Wu và Lok Man Chu cũng như bến phà Hồng Kông Ma Cao sẽ bị đóng cửa vào đêm ngày 3 tháng 2. Theo CNN, quyết định đồng nghĩa
Hồng Kông đã phong tỏa gần hết các tuyến đường qua lại với đại lục, ngoại trừ sân bay quốc tế, trạm kiểm soát Vịnh Thâm Quyến và cầu Hồng Kông, Chu Hải, Macau. Trước đó, ngày 28 tháng 1, chính quyền Hồng Kông từng thông báo đóng tạm thời một số tuyến đường qua lại, cắt giảm việc cấp thị thực cho du khách đến từ đại lục, cũng như giảm một nửa số chuyến bay giữa hai bên. Bà Lâm giải thích các biện pháp phong tỏa mới nhằm đảm bảo việc quản lý các trạm kiểm soát, giảm việc di chuyển qua lại giữa đặc khu với đại lục như một phần nỗ lực ngăn chặn virus corona khi số người chết vì dịch ở Trung Quốc đã lên tới 426 người. Động thái diễn ra sau khi các nhân viên y tế ở Hồng Kông bắt đầu cuộc biểu tình kéo dài suốt 5 ngày, đòi đóng cửa mọi tuyến giao thông nối liền đại lục, cũng như yêu cầu sự hỗ trợ nhiều hơn từ chính quyền địa phương. Tuy nhiên, bà Lâm phủ nhận quyết định phong tỏa mới có liên quan đến áp lực từ cuộc biểu tình này. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố, khi tình hình dịch thay đổi, các biện pháp ứng phó cũng cần điều chỉnh theo. Chính quyền Hồng Kông chỉ tuân thủ nguyên tắc đó, trưởng đặc khu Hồng Kông nói. Cho tới thời điểm hiện tại, Hồng Kông đã ghi nhận 15 ca nhiễm virus corona, trong đó chưa có trường hợp nào tử vong vì virus. Bà Lâm kêu gọi mọi cư dân ở đặc khu thực hiện theo các hướng dẫn của các nhà chức trách y tế địa phương, báo cáo trung thực nếu họ có triệu chứng nhiễm virus corona và hạn chế ra ngoài, tụ tập đông người, trừ trường hợp cần thiết. Bà Lâm cũng nhấn mạnh đến nhu cầu phải thiết lập thêm các trung tâm cách ly dành cho những ca ghi nhiễm virus corona và các đối tượng tiếp xúc gần với họ. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Trung Quốc đồng ý nhận hỗ trợ y tế từ Mỹ. Trung Quốc đồng ý để chuyên gia y tế Mỹ tới nước này hỗ trợ chống dịch viêm phổi do virus corona, theo Tòa Bạch Ốc. Trung Quốc đã chấp thuận đề nghị bổ sung một nhóm chuyên gia Mỹ vào phái đoàn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Trung Quốc nhằm tìm hiểu thêm và tìm cách đối phó virus, người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc Justin Ree hôm qua cho biết. Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Tiêm chủng và Bệnh hô hấp của Mỹ Nancy Messonnier nói rằng sự hiện diện của các chuyên gia thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC sẽ rất có lợi vì họ là những nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm kỹ thuật về các bệnh tương tự. Tuyên bố của Tòa Bạch Ốc được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cáo buộc Mỹ không hỗ trợ gì ngoài lan truyền sự hoảng loạn với các phản ứng của họ trong dịch virus corona, bao gồm áp đặt lệnh cấm đối với du khách Trung Quốc và đi ngược khuyến nghị của WHO. Tuy nhiên, bà Messonnier cho rằng các biện pháp của Washington dựa trên cơ sở khoa học và họ đang bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của tất cả người Mỹ. Mỹ cũng ban hành khuyến cáo du lịch cấp 4, mức cao nhất, để cảnh báo người Mỹ không đến Trung Quốc. Hầu hết những hãng hàng không lớn của Mỹ đã cắt các chuyến bay đến và rời Trung Quốc. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. Mỹ xác nhận 11 trường hợp nhiễm virus corona. Hôm nay ngày 4 tháng 2, dẫn tin từ các quan chức y tế California cho biết họ đã xác nhận 11 trường hợp nhiễm chủng virus corona mới ở Hoa Kỳ tính đến Chủ nhật ngày 2 tháng 2, với một trường hợp ở hạt Santa Clara và hai trường hợp khác ở hạt San Benito. Ở hạt Santa Clara, một phụ nữ và gia đình cô đang bị cách ly, hiện cô đang ở một mình tại nhà riêng. Các quan chức y tế của hạt Santa Clara nói trong một cuộc họp báo rằng người phụ nữ chưa tới mức phải nhập viện. Người phụ nữ này gần đây đã du lịch tới Vũ Hán, Trung Quốc và là trường hợp thứ hai ở Santa Clara nhiễm bệnh. Cơ quan y tế cộng đồng hạt San Benito công bố tin về hai trường hợp khác là một cặp vợ chồng ở hạt này trong một bản tin phát hành vào cuối ngày Chủ nhật. Người chồng gần đây đã đi du lịch đến Vũ Hán và dường như đã truyền bệnh cho vợ mình. Cơ quan y tế cộng đồng hạt San Benito cho rằng những người này không phải nhập viện. Hạt Santa Clara cách 40 dặm về phía đông nam của San Francisco, trong khi hạt San Benito nằm khoảng 80 dặm về phía tây Fresno. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.